Thưa quý vị, vào ngày 11 tháng 5, trên trang Facebook Quản lý Đô thị Xanh Sạch Đẹp thành phố Đà Nẵng đã xuất hiện clip cùng nhiều hình ảnh về một du khách dùng ná để bắn và trêu khẹo đàn khỉ vàng ở chùa Linh Ứng của thành phố Đà Nẵng. Ngay sau khi vụ việc này được phản ánh, đã nhận được nhiều sự quan tâm bất bình của dư luận đối với hành động phản cảm, xâm hại động vật hoang dã của đối tượng này. Được biết khỉ vàng là loài động vật nguy cấp, quý hiếm thuộc nhóm 2B theo quy định tại Nghị định số 32 năm 2006 NDCB ngày 30 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ quy định về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý hiếm. Hành động dùng ná bắn khỉ vàng trong khuôn viên chùa Linh Ứng đã gây sát thương cho khỉ, đồng thời tạo cho khỉ sự tức giận, hung hãn tấn công ngược lại người, tấn công du khách khi có bất cứ động tác giơ tay hoặc là chụp ảnh. Hiện làng sóng dư luận rất mong muốn Sở Du lịch Thành phố và Ban Quản lý Bán đảo Sơn Trà cần sớm và cuộc điều tra có biện pháp ngăn chặn xử phạt những du khách thiếu ý thức gây nguy hại cho động vật hoang dã tại khu bảo tồn thiên nhiên sơn trà